Sau đây, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi bản tin tường trình của Bích Hà về tình hình sau bầu cử Hoa Kỳ 2016. Bích Hà xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 11 vừa qua, cuộc bầu cử tổng thống đã được diễn ra với kết quả cuộc bầu cử là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã đắc cử tổng thống. Ông Trump đã thắng bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ ở phiếu đại biểu, nhưng lại thua bà Clinton ở phiếu cử tri. Chỉ một ngày sau ngày bầu cử, đã bắt đầu có những cuộc biểu tình chống đối ông Trump diễn ra từ San Francisco, Los Angeles, Seattle đến New York và ngay cả Washington DC, và hiện đang có khuynh hướng sẽ bộc phát mạnh mẽ ở trên toàn quốc. Ngoài ra, hiện còn đang có chiến dịch thu thập ít nhất là 3 triệu chữ ký trước ngày 19 tháng 12 để yêu cầu Hội đồng đại biểu, tức là Electoral College, phải bầu lại để chọn lựa giữa ông Trump và bà Clinton. Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện yêu cầu Hội đồng đại biểu, tức là Electoral College, phải bầu lại giữa hai ứng cử viên. Vị Tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ, ông Benjamin Franklin, đã trở thành chủ nhân của Tòa Nhà Trắng nhờ sự tranh đấu và thách thức kết quả của cuộc bầu cử, dù ông chỉ thắng phiếu phổ thông và thua đối thủ của ông ở phiếu đại biểu. Câu hỏi ở đây là thường thì ý dân là ý trời, và Hoa Kỳ là một đất nước được coi là dân chủ đúng nghĩa. Vậy thì sức mạnh của mấy triệu chữ ký của cử tri hay sức mạnh của 288 phiếu đại biểu dồn cho ông Trump sẽ được coi trọng vào ngày 19 tháng 12 sắp tới? Bích Hà xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tường trình. Kính chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ.